tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh Luca. khi ấy các người pha ri và các kinh sư nói với đức giêsu rằng môn đệ ông gioan năng ăn chay cầu nguyện môn đệ người pha ri cũng thế còn môn đệ ông thì ăn với uống đức giêsu trả lời chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ sẽ có ngày chàng rể bị đem đi Ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới sẽ làm nứt bầu." sẽ chảy ra và bầu cũng hư, nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới, cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy ở trong đời sống đức tin nó có nhiều những cái điều diễn ra và đôi khi ta đặt những vấn đề này và ta đặt những vấn đề kia để tìm hiểu và đồng thời có cơ hội để Chúa giải thích cho chúng ta về cuộc sống, về ý nghĩa và đồng thời về cái ta chọn lựa cho mình. Hôm nay người ta đặt vấn đề với Chúa Giêsu là môn đệ của người pha ri siêu thì ăn chay và cầu nguyện. Môn đệ của Gioan cũng vậy, ăn chay và cầu nguyện, trong khi môn đệ của Chúa Giêsu thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi và ngày đó họ mới ăn chay." Điều đó Chúa Giêsu muốn nói đến cái cách sống đạo của cựu ước và cái cách sống đạo của tân ước. Thời cựu ước người ta ăn chay và cầu nguyện để đợi chờ đấng cứu độ. Vì vậy, cái cách ăn chay là một trong những cái khía cạnh của sám hối để đợi chờ đứng cứu thế đến giải thoát và đưa họ vào trong tương quan với Thiên Chúa, trong khi thời Tân Ước Chúa Giêsu chính là đứng cứu độ đến đây rồi và vì vậy họ đang sống trong niềm vui bởi vì có Chúa Giêsu là đứng cứu độ ở với họ. Vì vậy họ không nhất thiết phải ăn chay. Khi nào chàng rể bị đem đi Thì lúc đó người ta mới ăn chay Và vì vậy cái cách sống đạo Thời tân ước và cái, cái, sống đạo của thời cựu ước Nó có những điểm chung đấy Nhưng cũng có những điểm mà chúng ta cần phải để ý Để ta vượt qua những cái thử thách Ở trong đời sống đức tin Nên Chúa Giêsu đưa ra hai cái so sánh Một cái so sánh về cái áo với những cái miếng vải vá vào đó Rồi cái hình ảnh của rượu cũ và rượu mới. Tất cả những điều đó đều muốn nói đến cái cách sống của người Kitô hữu, làm sao chúng ta phải thể hiện được cái vị trí của mình trong thời gian và để từ đó ta tin ở nơi Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Ta đừng lấy cái cách sống của cựu ước để ráp vào cái cách sống của tân ước. Ta cũng đừng lấy cái cách sống của tân ước để rồi ta buộc những người thời cựu ước phải có những cái suy nghĩ giống như ta. Không, mỗi thời, mỗi hoàn cảnh và mỗi một vị trí có những lời mời gọi khác nhau điều quan trọng là chúng ta biết được rằng mình có đức giê xu đang cứu độ và vì vậy chúng ta hãy vui mừng bởi vì chúa đang ở với ta xin chúa cho chúng ta được tham dự vào tiệc cưới của chính chúa và đồng thời cho chúng ta được cùng với chúa tôn vinh thiên chúa là cha thì đấy là những điều mà chúa cần ở nơi mỗi người trong chúng ta amen